Tôi là Lizzy, học sinh mới của trường La La. Còn bà? Tôi tên là Mirai, tôi cũng học trường La La. Có tao với mày, với lại anh Gin là không biết cô gái là gì thôi. Chẳng qua là tao không có muốn cô gái bậy bạ như tụi bay thôi. Còn tụi bay muốn hả? Tao sẽ thề như tụi bay thấy cô gái trong vòng 3 nút nhạc là như thế nào. Cái bà làm gì đó? Mày ở xóa nào chui ra đấy? Tính làm anh hùng à? 5 km mà lấy của người ta 300.000. Lấy giá cắt cổ cũng không tới giá đó đâu. Mấy đứa đọc bản thông báo chưa? Ok, năm nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em nha. Mấy người nói tôi muốn làm anh hùng, chẳng khác nào đang tự ám chỉ mình là tiểu nhân. Mày nói gì vậy? Chờ người đến bên say đắm năm đi không suy nghĩ. Mơ ta mơ về.